Roblox của chúng ta có Blade Ball thì Free Fire của chúng ta cũng có Blade Ball. Cứ cho là Free Fire lấy cảm hứng đi thì không biết là The Strongest Battlegrounds của chúng ta có được Free Fire lấy cảm hứng hay không. Và nếu như The Strongest Battlegrounds của chúng ta kết hợp với Free Fire sẽ như thế nào? Nói chung là bỏ qua cái vụ sơn súng tăng đam thì chúng ta sẽ có The Strongest Battlegrounds, nhưng chúng ta có Genos. Ok các bạn, nói chung là mình chỉ nói vui thôi các bạn, không phải là chỉ có Free Fire mới là có Genos, mà những tựa game khác có Genos cũng được mà, đúng không các bạn? Đâu nhất thiết là Free Fire đâu, nhưng mà Free Fire nó kiểu hợp tác với nhiều thứ quá các bạn. Và tựa game đấy đã từng hợp tác với lại One Punch Man, và các bạn có thể thấy là còn có cả Playboy nữa. Thì tại sao Free Fire không hợp tác với The Strongest Battlegrounds các bạn? Ôi dài ôi, không có đâu. Không chỉ cho chúng ta xài fist, đây các bạn thấy fist không, tức là nắm đấm, mà nó còn cho chúng ta xài nhúng các bạn. Fist thì tất nhiên là đấm bình thường không có skill đâu các bạn, nhưng mà các bạn thấy animation nó rất là giống của The Strongest Battlegrounds. Tiếp theo là cái map thôi các bạn, ở bạn chưa gì hết mà mình review cái có thùng rác này nè các bạn. Ui wow, mình có thể lục thùng rác ra cái gì nè các bạn, ra ôi bó hỏa luôn chứ. The Strongest Battlegrounds của chúng ta là chúng ta phải tiếp cận người chơi đúng không các bạn, sau đó thì mới gọi là BBB. Còn này chỉ cần thấy địch thôi là chúng ta giơ cái này ra và chúng ta boom là xong rồi các bạn. Đồ của Zenot này các bạn, thấy chưa? Ôi ôi u, chúng ta sẽ bắn đại bác nha các bạn. Boom. Ủa kìa, xong thấp gì đã. Ôi ôi, nổ cây luôn các bạn. Đấy, phải vậy mới là The Strongest Battlegrounds chứ đúng không? Nhưng mà chúng ta có Genos, ối gì mình có lại cái này. Hay thiệt sự các bạn. Ok. Boom. Nhưng mà chỉ có click thôi nha các bạn, không có skill. Nhưng mà các bạn thấy mình không biết nói gì. Ở đây chúng ta có con dummy nữa nè các bạn, cũng là Son Goku nhưng mà cũng không là Son Goku lắm. Đúng rồi, The Wicked Dummy nữa. Ôi ấy da, có thanh niên bắn chuối nữa các bạn. Ấy da, Zenot. Ôi da, mình chỉ dùng Zenot thôi. Zenot trời ơi, còn một miếng thôi các bạn ơi. Hình như nó không đủ để bằng hai phát nha. Còn cây nào khác không? Ở đây nè các bạn, Saitama nè, The Bone Guy gì nè. Ui trời ơi, mạnh như vậy. Oh my god. Ôi thanh niên kia. Ôi server này có thanh niên là dùng cái này các bạn. Các bạn thấy Saitama không? Rất là mạnh luôn nha các bạn. Cực kỳ mạnh luôn. Ôi dính luôn này. Này thì bạn kia. Ôi nó còn có hiệu ứng đốt lên nè các bạn. Wow. Hồi nãy mình chưa test Saitama, nhưng mà mình thấy là hình như là chúng ta sẽ trưởng ra những nắm đấm nha các bạn. Rồi xong, bye bye bạn. Ui có thanh niên đúng không? Này thì còn nào khác không? Ôi da, chúng ta chơi The Strongest Battlegrounds mà mình chỉ sẽ sử dụng mấy cái này thôi nha các bạn. Có gì đặc biệt khác thì mình sẽ sử dụng thôi. Đúng rồi, chúng ta có thể lục thùng rác thử coi có cái gì ngon không nè. Ôi da, nè Saitama này các bạn, không biết là bạn này sẽ sử dụng cái gì ta. Ôi da, ui da, thôi. Tiếp rồi, có gì không? Yeah, mình có cái garbage coin này các bạn, cái này sẽ giúp bạn nhảy cao nha. Yo, Genos mà còn nhảy cao nữa là đúng là Genos rồi các bạn. Có một bạn này các bạn, nhưng mà không biết bạn này sử dụng cái gì. Ui da, đâu vậy, đâu đấy, nhảy, bim, rồi one hit luôn. One hit không? Ui chưa, ui Zenot mạnh thiệt các bạn, chả hiểu sao mình xài Zenot mạnh vậy. Rồi xong mới nói luôn, mình sẽ cố reset kiếm Saitama chơi thử nha các bạn. Nãy sử dụng Zenot rồi, hình như là chỉ có hai nhân vật đó thôi, là không có Chatsumaki hay là Oni trên dòng nghĩa muốn chạy ha. Cái mới nữa bạn, laser gun. Wow, cái này mạnh dữ vậy, rất mạnh nha các bạn. Trong Saitama không biết có người laser không ta. Wow wow, trời ơi, sniper đỉnh quá các bạn ơi. Wow ôi hết đạn các bạn ơi. Trời ơi, đây trời, cái này nó còn đỉnh kinh khủng luôn các bạn. Ok đấy rồi. The Bone Guy thử nè các bạn ấy. Chúng ta sẽ kiểu trưởng ra một cú đấm nha các bạn. Các bạn thấy không, cú đấm nè. Đấy, nó giống như là một viên ấy, kiểu one punch, nhưng mà thuộc dạng là chúng ta sẽ bắn nha các bạn. Game này thú vị phết, các bạn thấy hay không? Boom. Nhưng mà phải nắm rất là chuẩn nha. Boom. Ở đây có một bạn, đi mình test thử nè. Ok, hello. Đúng rồi các bạn, nó sẽ đẩy lùi nữa nha. Ok, cũng được các bạn, nhưng mà mình thấy không ngon nha. Lẽ ra là những character này chúng ta phải có gọi là ngon chứ đúng không các bạn? Tự nhiên mình thấy nó còn bình thường hơn những cây khác nữa để mình kiếm lại coi. Nó kiểu giống như là các bạn đẩy lùi với đam quá to nhưng mà nó không kiểu one hit ấy, thì sao là One Punch Man, đúng không các bạn? Phải là One Punch Man mới đúng chứ. Ồ, ở kia có cái map Saitama kìa các bạn. Wow, để đây nè, để mình thử lại coi. Nhưng mà đừng ai lại mình nha. Ôi trời ơi, mình chưa lại nữa. Có cái quần áo Saitama này các bạn. Hỡi Saitama. À, rồi mình hiểu rồi các bạn ơi. Saitama các bạn càng đứng gần thì nó sẽ đam càng to nha. Nên là các bạn phải đứng gần. Còn nếu đứng xa thì nó sẽ không one punch đâu. Đây nè. À, nó chỉ là một cái bộ đồ thôi các bạn ơi, chứ mình không có cái gì hết á. Trời ơi. Cố kiếm Saitama xem coi chơi tiếp các bạn. Hoặc là Genos cũng được. Chúng ta chơi game này vì cái này mà nhưng chơi mấy cái kỳ. Đây, Genos. Chúng ta là Genos. Boom. Trời ơi, bắn rất là gần luôn. Mặc dù Genos bắn rất là xa luôn các bạn. AWM ngắm này. AWM phải ngắm đúng không? Nhưng mà thực sự là nó rất là mạnh. Chỉ cần one hit thôi. Ấy da. Đám đốt. Ấy da. Ủa gì kìa. Hơi. Ok, done. Giờ nó hơi khó nhắm nha, nó bị delay á các bạn. Ủa xe này. Xe. Ôi. Trời ơi, thanh niên kia định quay lại các bạn ơi. Bắn xa được không? Được các bạn ơi. Ok. Ôi, cái xe hình One Punch Man các bạn ơi. Cái xe hình đấm One Punch Man nha đây. Ôi, mình lại sử dụng Zenot nữa này. Pu. Có thanh niên. Ok, có thanh niên. Có. Ôi yeah, mình tự xử mình luôn. Wow. Kìa cái xe One Punch Man này các bạn. Ấy. Này thì vô đây. Này thì xe. Này thì xe. Bánh xe luôn các bạn. Ôi ơi. Ây da, mình tự kêu mình luôn các bạn. Boom. Đừng bạn ơi. Mấy thanh niên này săn mình rồi. Thôi chúng ta cố thử Saitama lần cuối nha các bạn. Wow, tựa game này phải nói là rất là thú vị. Mình thấy nó sẽ thú vị hơn nếu như là full nhân vật trong One Punch Man, chứ không phải là có mấy cái cây bình thường này. Ồ, oh, đây nè. One Punch. Mình đẩy thanh niên kia xuống. Ôi, các bạn thấy mình đứng gần nhưng vẫn không được nha. Đây. Ôi, trượt rồi các bạn ơi, phải aim rất là chuẩn nha. Này thì rồi trượt luôn các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Boom. Ủa, gì kìa. Boom. One hit. Hồi nãy mình mới bùm thanh niên kia trên kia bay xuống cái bùm thanh niên này các bạn. Saitama One Punch nha. Đây, từ xa. Ôi, dính lúc này các bạn. One Punch điện nè. Này thì One Punch được luôn này. Ô, nó cũng tùy các bạn chứ không phải lúc nào cũng được nha. Này thì One Punch. Cái xe hả? Thanh niên đứng đây này. Ồ, chết rồi. Saitama chỉ được sử dụng 5 lần thôi các bạn ơi. Ok, nhưng mà cũng khá thú vị nha. Đây là có thể nói là Free Fire kết hợp với lại The Strongest Battlegrounds. Nhưng mà cũng không giống Free Fire nữa các bạn. Tại vì Free Fire cũng đã từng có Blade Ball giống Roblox. Thì mình nghĩ là cũng sẽ có nha. Các bạn thấy thế nào? Rất là thú vị nhưng mà thích nhất là Saitama này nè. Mong là game sẽ tạo ra nhiều character hơn nha. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho anh chọc một like và đăng ký nha.